chuyên đi yêu ga bình thường là phải giải thảm giải thiết nhỉ? Không, ngồi đây, các bạn đây. Tức là vì trong này đây là khu giải thảm của mình. À, okay. Nó là phòng studio, nó là phòng ở đây, đó là câu lạc bộ center. Rồi, rồi, ok. Thì trong này nó là phòng thảm nữa rồi. Salon mình đẹp hết. Đúng rồi, đây là tất cả những cái khu mà à, khu tập yoga này. Sử dụng yoga. Ừ, thơm hết. Tất cả đây là có lớp yoga của đây là mình. Ok. Ok.